Mến chào quý cô chú anh chị em gần xa đó xem kênh LTK Bonsai. Thì hôm nay em có về một số mặt hàng để giao lưu cùng cô chú anh chị, mong cô chú anh chị xem kênh và ủng hộ mình. Mình có về có mấy cây sâm núi trái nha cô chú anh chị, cũng gửi về kẽm hết rồi. Rồi linh sam 86 cũng có, có một cây linh sam sông Hinh đao điểm nè. Rồi mai chiến thủy trung nu, rồi xanh, rồi sọp, rồi lộc rừng nữa nghe cô chú anh chị. Có một cây bồ đề dáng thú quái quái nữa. Có mấy cây mai chiến thủy trung nu cũng hàng chuẩn nha cô chú. Rồi đầu tiên vô cây số 1 của mình là một cây bồ đề cô chú anh chị. Bồ đề cây này nó ở trong cái lưu gì nó trồng nè. Rồi mình mua về mình giao lưu, cây này cũng già lắm rồi. Vì nó ở trong cái lưu nó chậm lớn hơn dưới đất. Rễ nó xe lọn chân nè. Cây này cô chú anh chị gì có cái bệ đá mà sắp tiểu cảnh rồi ghê chơi rất đẹp. Cái này là cây bồ đề đọt đỏ nha. Hai loại, một loại đọt trắng là đọt đỏ. Cái này đọt đỏ, da đỏ luôn. Rồi cây có chiều cao như tổng thể này là nó 70. Hoành ở vị trí này nó 33, 32 của chú anh chị. Hoành chỗ cổ eo này 32, cổ nhỏ 32. Rồi tổng cái củ nó là 1 mét, tổng cái củ là 1 mét, đặt sạch luôn. Cây liền lạc không có bị cháy tuột gì nghe cô chú anh chị. Mặt tiền cũng đẹp mà mặt hậu cũng đẹp. Rồi cái rễ nó xổm lên đây là nó 3 tấc 2 nha cô chú anh chị. Cái chân dài nó xổm lên 3 tấc 2. Cây này bồ đề rất là đẹp. Rồi cây này là cây bồ đề. Bồ đề mã số 1 này mình giao lưu với cô chú anh chị là giá là 2.600.000, mình bao phí ship toàn quốc như thường lệ cô chú anh chị. Rồi xuống đi. 2.600.000. Tiếp tục là mã số 2 là một cây, cái này là một cây độc vừng nha cô chú anh chị. Độc vừng. Nó cũng như con ốc nha. Cây này cái dáng nó như con ốc sên nha. Để mình chim lên cái ngọn lên chút coi. Nó cân cái cây lại. Cây này cũng trồng ở trong cái chậu gì mà nó cũng xe lọn như con ốc. Cây này nó thừng chậu nha cô chú anh chị, rồi bóc ra bó bầu nha. Rễ nó ăn cứ ngắt hết rồi, chứ không phải cây mới. Cây có tổng chiều cao là nó 57. Hoành thân vị trí này là nó 37 nha. Rồi cái củ nằm ở đây là nó 72. Củ lộc vừng 72. Củ đặc sạch luôn. Ngồi như con ốc sên. Rồi cây này là cây lộc vừng mã số 2 này mình giao lưu cô chú anh chị là 1.600.000 cô chú anh chị. 1.600.000. Rồi, xuống đi. 1.600.000. Như thường lệ mình cũng bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Số điện thoại giao lưu của mình là 0915725306, số Zalo mình cũng là số đó cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị xem kênh và ủng hộ mình. Cái này là một cây sọp đọt đỏ cô chú anh chị. Sọp này sọp đọt đỏ. Cây này nó già rồi. Bị mua chung cái lô rồi lấy cây này luôn. Về giao lưu với cô chú anh chị được cái là nó tai chi nó cũng già dặn hết rồi. Sọp đọt đỏ. Cây này có chiều cao là nó 62, tán ngang là nó 47. Hoành thân vị trí này nó 20 cô chú anh chị. Mấy cái này nó sành cứng hết rồi, nó không còn mục nữa nha. Cây này ở trong đây nó cũng già thừng chậu rồi. Rồi cái sập đọt đỏ khi đi mình bó bầu chứ không ship chậu chú anh chị. Cây này chỉ có 800.000 cô chú anh chị ơi. 800.000 mình bao phí ship. Không ship cái chậu. Rồi tiếp tục mình có một cây xanh quê nữa nha. Cây này cũng không ship chậu cô chú anh chị, nó ăn thừng trong đây hết rồi. Nữa mình bó bầu mình ship cho cô chú anh chị. Cây này cây xanh quê. Tưởng cái nó già nó liền lạc cây hết là tay chi bằng ngón tay cái mình nha. Nó liền cây hết. Cây này được 5 chi. Rồi cây có chiều cao là nó 56. Tổng tán lá 56 luôn. Hoành thân vị trí này là 16. Hoành cái bộ rễ nó ăn đòi tròn cái này là nó 65. Bộ rễ nó 65 nha cô chú anh chị. Rồi cây này khi đi mình ship luôn, không có ship chậu mình bó bầu nha cô chú anh chị. Cây này là cây mã số 4 mình giao lưu giá 1 triệu đồng không ship chậu. Tiếp tục mã số 5 là một cây xanh quê. Cây này nó già dữ lắm mà mấy chục năm trong cái chậu rồi nghe cô chú anh chị. Nó già nó không còn theo dít gì.
nó lên da đồng rồi. Cây này tao uống hồi nhỏ xanh hột nè, mà tới cây nó già này cũng lâu lắm rồi nghe cô chú. Cây có chiều cao là nó 54, tổng tán lá nó cũng 54 luôn. Cây này về trồng vô chậu hình chữ nhật nó vuông rễ xuống mới đẹp đó, người ta trồng chậu tròn rồi bình thân nó 19 thằng nghe cô chú anh chị. Những cái nó già bộ đế thì đặc sệt luôn, tổng cái bộ đế ở đây là nó 82 một cục đặt luôn nghe cô chú anh chị. Nó đương vô này như đương thắt bính hết nha. Rồi cái cây này là cái cây xanh quê, cây này là mã số 5, khi đi mình xếp cái bầu chứ không xếp chậu cô chú anh chị. Cái này để cái bầu cái chậu cho nó vững thôi. Mã số 5 này là giá 2.900.000 nha cô chú anh chị, 2.900. Rồi tiếp tục là cây mai chiến thủy trung nu nha cô chú anh chị. Cây này trung nu da đen, cái này dán đa nha, một cốt mà đa thân lên trên nó chia nhiều nhánh nha cô chú anh chị. Cái này mai chiến thủy trung nu da đen, cây này nu cốt đường cũng lâu rồi. Cái này mà chặt ngang mà lành nha cô chú anh chị, cái này là lành luôn nè. Đó. Còn mấy cái này nó không được lành, mình mà gọt lên thành ra nó chưa lành. Rồi này lành luôn rồi, trên này cũng lành, còn mấy cái thẹo này nhỏ nhỏ cuốn mép tròn luôn nè, cốt đùi bằng ngón tay hết nè cô chú chị, cắt giật bằng ngón tay hết nè, nó cũng lâu rồi. Cái này khi đi là mình xếp luôn cả chậu cả cái tượng này luôn nha cô chú anh chị, tiểu cảnh này luôn nè. Chú tiểu ngồi thổi sáo đang núp dưới bóng cây đang thổi sáo nha cô chú anh chị. Rồi cái này là cái mã số 6, mai chiến thủy trung lưu, chiều cao nó 36, tổng tán lá là nó 42, hoành thân vị trí này nó 49 nha cô chú anh chị, 49 số đẹp luôn đó. Cây dáng cũng lắc lượng rất đẹp nha, nó liền hết, nó giống như một cái cây cổ thụ nha cô chú anh chị. Đó khi đi mình xếp cái này mình cũng bao xếp toàn quốc luôn. Là cái cây mã số 6 này mình giao lưu cô chú anh chị là giá 3.200.000 cô chú anh chị. Số điện thoại giao lưu, số điện thoại giao lưu của mình là 0915725306, số Zalo mình là số đó nha cô chú anh chị. Mình ở ấp Hòa Khánh, Vĩnh Thới, La Dung, Đồng Tháp. Rồi tiếp tục là một cây kim an giang chú anh chị, mai chiến thủy kim an giang. Cây này bộ lá nó xanh rất là đẹp, cây này cũng lâu năm lắm rồi. Rồi đó mình chặt cái đầu ra mình nuôi lại, thành ra nó còn có thẹo này nhưng mà nó bo vô rất là mạnh nha cô chú anh chị, cuốn mép dành hết nè. Cái dòng này nó già lắm mà nó hết sợ một bọng rồi, cây lâu năm rồi, kim an giang. Cây có chiều cao là nó 24, tổng tán lá là nó 36, cái hoành thân vị trí này là 17 nha cô chú anh chị, hoành thân cái nó 17, rồi tổng cái mình dài của con thú là nó 40 nha, chiều dài nó 40, cây rất là già lên nu nần hết rồi. Cây này khi đi mình ship luôn cả chậu này là mã số 7 này với giá là 1.400.000 của chú anh chị, 1.400.000 ship luôn cả chậu. Rồi tiếp tục mình có một cái cây mai chiến thủy kim giòn, cây này là siêu bông nha cô chú anh chị. Cái này để tới đợt lá nó già rồi bắt đầu lú bông nè, đúng rồi mình lặt cho nó thai nhưng mà mình không có lặt, hình ra là nó lọt chọt, cái lặt thai cái nó gỗ cái là trắng cây luôn. Cây này là mai chiến thủy kim giòn, cái này khi đi mình bó bầu chứ không xếp chậu cô chú anh chị. Cái chậu này bằng kim ăn nặng lắm cô chú anh chị thông cảm, vì mua cái chậu đẹp á mình vô cho nó tăng thêm vẻ đẹp một chút. Cây này cái chậu này nó không được đẹp. Rồi cây có chiều cao là nó 57, tổng tán lá là nó 59, mai chiến thủy kim giòn. Và đo ngang cái cổ rễ này nha cô chú anh chị, trên cổ rễ này là nó 62, trên cổ rễ là nó 62 hoành nha cô chú anh chị. Tổng cái bộ đế của nó là 80, 80. Đó, cây này khi đi mình bó bầu chứ không khiếp chậu, mai chiếu thủy kim giòn. Hàng này là hàng siêu hoa nha cô chú anh chị, hoa nó ra quanh năm luôn. Cái này là chủ yếu mình muốn nuôi cho cây nó phát triển thì ít hoa, chứ muốn cho ra hoa là nó ra hoài luôn, ra truyền quanh năm. Rồi cây mã số 8 này mình giao lưu với cô chú anh chị là giá là 6.600.000 cô chú anh chị, 6.600.000.
Tiếp theo là cái mã số 9 là mai chiến thủy trung nu cô chú anh chị. Mai thủy trung nu da đen. Cây này mình làm cây nó cũng chững cây cô chú anh chị, muốn lành thẹo hết rồi. Xương dâm mịn rất là cứng rồi nè. Ngày được tới là mình nhả dây được rồi nè. Rất là cứng, mình tỉa lá nó còn dính nè. Mai chiến thủy trung nu da đen. Tàn xương dâm rất là mịn nè, cứng ngắt tàn hết. Đợt này là gỡ kẽm hết được rồi, mình gỡ đường tấp dưới rồi. Cây có chiều cao là nó 26 cm. Tổng tán lá là nó 39. Hơi khó đo vì nó sát chứ. Cái hoành ở vị trí này là nó 29 nè cô chú anh chị. Hoành vị trí này là 29 nha. 29 này mình đo trên đó nha. Hoành thân cái đó là 29. Tổng cái bộ đế nổi nha. Tổng cái bộ đế nổi là nó 55. Tổng đồ bế nổi 55. Rồi để coi cho cô chú anh chị xem cái xương dâm đó nha. Rất là mịn nè. Tay đùi gục gịch hết rồi cô chú anh chị, ở dưới mình cũng nhả kẽm hai mấy cái chi dưới rồi. Cái thẹo, hai cái thẹo trên này thì nó còn bằng cái đầu ngón tay út chỉ vô nha cô chú anh chị, là lành hết nha. Đây qua mặt hậu. Rồi. Chú anh chị xem nha. Cái cành phong là mình gỡ kẽm hết rồi đó. Hai cành kia là gỡ còn chút đỉnh là xong rồi. Đế thì bên mặt hậu này cũng đều rang nha cô chú anh chị. Tai chi nè. Cái đọt này cô chú anh chị, cái đọt rất là khéo ha, giót lên. Rồi cái mai chiến thủy trung nu cây này là cây mã số 8, ở số 9, xin lỗi. Mã số 9 thì mình giao lưu luôn cái chậu này, là cái chậu này cũng hết 500 mà nghe cô chú anh chị. Là giá là 8,5 triệu nha. Mình cũng bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi xuống coi. Mã số 9 8,500,000. Tiếp tục là mã số 10 của mai chiến thủy trung nu da đen luôn nha cô chú anh chị. Cái này lùng lực cực lắc nha. Cái này cái thẹo cũng ngọn chút nữa mình dán với bạc này, nguyên cô chú anh chị này có chốt thì mình gỡ ra chụp hình cho coi nha. Bị mình dán cho mau lành, nó còn bằng ngón tay nữa là xong rồi. Ở trên thì còn có bằng cái chiếc đũa à. Trên này còn tí nữa là xong rồi. Bằng cái đầu đũa nó là xong hết. Mai chiến thủy trung nu da đen. Cái chậu này hơi đắt tiền nha cô chú anh chị. Chậu này chậu nhập nha, mình nữa mình cũng ship luôn cái chậu cho cô chú anh chị luôn. Xem cái bộ tàn trước đi rồi hả, đâu hoành sao. Đây cô chú anh chị xem mặt hậu nha. Để anh làm được. Đó mặt hậu cô chú anh chị nha, xem nghe đó gục gịch hết nha. Tay chi mình cũng gỡ kẽm mấy cái chi dưới rồi nha. Quá chừng cái dàn tay đùi mình, mặt này nu quá nu. Rồi qua mặt tiền cho cô chú anh chị xem. Đường thân đi lên rất là đẹp nha cô chú anh chị. Lùng lực. Tay đùi rụt rịch hết rồi. Tay đùi nó bự bự ngón tay cái mình nghe cô chú anh chị. Chiều cao tay đùi nó 10 cm nặng. Chiều cao của nó là nó 21. Tổng tán lá là nó 40. Chưa đâu hoành thân. Rồi hoành thân vị trí này là nó 33 cô chú anh chị, lùng lực. Hoành thân 33. Đó cây này khi đi mình ship luôn cả chậu này luôn cho cô chú anh chị. Cũng là giá triệu, giá là cũng 8,500,000 nữa cô chú anh chị. 8,5 triệu mình cũng bao phí ship toàn quốc luôn. Ship luôn cả chậu đẹp luôn nha cô chú anh chị. Số điện thoại Zalo của mình là 0915725306. Số Zalo mình là số đó. Mình tên là Triền ấp Hòa Khánh Vĩnh Thế là Dung Đồng Tháp nha cô chú anh chị. Cô chú chốt hàng liên hệ qua số điện thoại gì mình. Cái này là cây mai ở cây Linh Sam 86 lá gí nguyên thủy nha cô chú anh chị. Cái này làm kiểu lùng lực cho mình chơi để bàn được kia cho hoa nó thơm, bưng tới bưng lui nó dễ. Mini để bàn. Cây có chiều cao là nó 25. Tổng tán lá là nó 32. Hoành thân vị trí này là nó 21 nha cô chú anh chị. Cái củ đặc dưới này là nó tới 29 nè. Cái này khi đi mình ship luôn cả chậu là giá 1,50,000 cô chú anh chị. 1,50,000.
giá hữu nghị cho cô chú anh chị chơi. Xương dâm cũng mịn hết, đang ra hoa nha. Rồi xuống. Rồi tiếp tục mình có mấy cái đôi linh sam 86 này, giá hữu nghị cho cô chú anh chị chơi nha. Mình bán một lần một đôi về cho cô chú anh chị chơi. Hai cây một đôi cho dễ ship, giá cũng rất là rẻ. Một đôi gì giá có 1,1 triệu thôi cô chú anh chị ơi. Nuôi cũng lâu rồi, bán vét vườn cho hết mấy cây này cho xong. Cây này ở trong chậu nó già già lắng lứt luôn nè. Cây này có chiều cao là nó 30, tán lá là nó 42. Hoành vị trí này 13. Cây này hoành vị trí này là 13 luôn, hai cây bằng nhau, tán thì cũng tương tự nhau đi cô chú anh chị ơi. Đó cây là cho cô chú anh chị hình dung được rồi. Hai cây này mình bao phí ship luôn, chỉ giá 1,1 triệu nha cô chú anh chị. Hai cây 1,1 triệu. Rồi tiếp tục đây cũng hai cây luôn, linh sam 86 luôn, lá gí nguyên thủy không ghép. Rồi hai cây một đôi luôn. Đó hai cây này chơi hoa giờ cũng được nha cô chú anh chị, đừng cái nó già xương dâm nó mịn cứng ngắc hết rồi. Cái này nuôi cũng lâu lắm rồi, mình bán cho hết ra cái vườn cho rồi. Ba cây này, cây này có chiều cao là 26, tổng tán lá là nó 43. Cái này hoành 12,5, cái này hoành 14, củ đế cái này là nó tới 29 nè. Hai cây, hai cây này cũng 1,1 triệu luôn nghe cô chú anh chị. Cây này mà nó ra hoa cái là tím cây hết nha, 1,1 triệu, mình bao phí ship luôn hai cây. Rồi mình còn đôi nữa nghe cô chú anh chị, cũng linh sam 86 luôn, bán cho hết sạch giường luôn. Đấy, linh sam 86 lá gí nguyên thủy, cây nó dài lắm rồi, nuôi ở đây cũng lâu lắm, mấy năm trong cái giót này rồi. Bây giờ mình bán cho nó hết luôn. Cây này có chiều cao là nó 35, cây này chiều cao cũng 36 trên lệnh tí nghe cô chú anh chị. Cây này hoành 15, cây này hoành ở đây 16. Cây hai cây cũng là ná nhau trên lệch chút đỉnh. Thì một đôi gì là mình giao lưu cũng có 1,1 triệu, mình cũng bao phí ship luôn hai cây. Linh sam 86 nguyên thủy của chú anh chị, giá mềm dễ chơi. Tiếp tục mình có mấy cây me chua. Cây me chua này là cây mã số số 5 hay cô chú 15. 15 là cây me chua. Đó, cây rất là quái nha. Rồi cái chiều cao của nó là nó 42, tán lá này 43. Cây này xe lọn hay lọn khó đo ha. Đo thử cái mình đây xe lượt 16 nha cô chú anh chị. Còn cái cũ chỗ này, có cũ đặt cái dưới này thì nó 35. Cái độ quái cho nên đến đây là nó 18 nha cô chú anh chị. Xe lọn từ đây là xuống đây là 18. Nó quay quái chơi cho nó quái thôi. Cây này chỉ giá là mã số 15, giá 1,1 triệu nha cô chú anh chị, mình ship luôn cả chậu nhựa luôn, giá 1,1 triệu mã số 15. Tiếp tục mã số 16 cũng là 1,1 triệu luôn, cây me chua, cây thần chậu cô chú anh chị. Cây có chiều cao 44, tổng tán lá là nó 45, hoành vị trí này là nó 21, hoành củ đặt ở đây là nó 39. Cái độ quái từ đó đến đây là nó 23 cô chú anh chị. Này nó bị cháy lưng, nắng nó cháy lưng này chút không sao nha, nó có gì mình xử lý cho cô chú anh chị nha. Me thì nó ít cái mục lắm, xử lý rồi nó da nó bóng lưỡng là từ từ cuốn vô nó cũng lành hết. Rồi cái me này mã số 16 này cũng giá 1,1 triệu luôn nghe cô chú anh chị, mình bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại Zalo của mình là 0915725306, số Zalo mình cũng là số đó nha cô chú anh chị. Mình tên là Triền ấp và Khánh Vĩnh Thế là Dung Đồng Tháp. Cây này đang thèm nước rồi nè, đợt này dịa ra hoa nha chú anh chị, nè đang búng rồi nè, nó đỏ đỏ lá mà đổ ra hoa, bỏ nước khô về hôm là tứ lúa hoa hoa hết rồi. Cái này linh sam đao điểm nha cô chú anh chị, này đao điểm thì cái hoa nó đậm hơn cái kia nha, hoa nó ra là đậm hơn, tím đậm hơn, đặc biệt là hoa nó sai hơn cái thằng kia. Chiều cao nó là 34, tổng quân tàng nó là 46. Hoành thân vị trí này là 26 rồi cô chú anh chị. Đế thì nó chảy đều trên đây mặt chậu hết nha. Đế này đế bonsai, chảy lạng 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 trên đây nè.
bệ rất là đặc nha, cái bệ dữ lắm. Rồi cây linh sam đao điểm mã số 17 này giá 1.800.000 ngàn, mình bao phí ship luôn cả chậu chứ anh chị, giá 1.800.000. Rồi tiếp tục là bột cây sam núi trái, sam núi trái miền Tây của chú anh chị. Đó cây này mình gỡ kẽm hết rồi nha, gỡ kẽm hết rồi, xương dâm nó là dày đặc hết rồi, vì cô chú anh chị với tỉa chơi thôi. Cái này sam núi trái nha, ở miền Tây chứ không phải sam núi khai thác. Cây này đừng, cái này già cây lắm rồi, lên nu nần hết rồi. Cây có chiều cao là nó 28, tổng tán lá là nó 60. Rồi quay lại đi, hoành thân vị trí này là 19 nè cô chú anh chị, nó kẹt đó khó nhìn lắm. Tổng đế đây là nó 44, hoành thân 19, tổng bộ rễ là nó 44. Cây dáng bán đổ người chú anh chị, dáng quyền. Rồi cái sâm núi trái mã số 18 này mình giao lưu với giá là 3.600.000, mình cũng bao phí ship luôn cả chậu luôn nha cô chú anh chị, 3.600.000. Cây mã số 18, tiếp tục là cây mã số 19 cũng là một cây sâm núi trái luôn. Cây này cũng gỡ kẽm luôn rồi cô chú anh chị, không còn dây kẽm nữa, tay đùi nó cũng rục rịch hết rồi, nó lên nu nặng hết rồi. Cây có chiều cao nó 30, tổng tán lá là nó 64, xương dâm mịn nghe cô chú anh chị, nhiều cô chú anh chị tỉa chơi được rồi, khỏi mất công mà dằn dây nữa. Cây có hoành thân ở đây là 19, tổng củ đế ở đây là nó 46. Cây này là cây mã số 19, mình giao lưu cũng bao ship luôn cả chậu là giá là 3.600.000 nha cô chú anh chị, 3.600.000. Tiếp tục là mã số 20, cũng là một cây sâm núi trái luôn. Mấy cây này mình gỡ gì kẽm hết rồi. Cây nó đang ra trái non nha cô chú anh chị. Đây. Ở đây cũng ra, cái này là đang búng đọt, này là ra trái hết. Những cây này là đã có trái hết rồi nghe cô chú. Già lắm rồi. 5 6 năm tuổi rồi, trên 6 năm tuổi. Cây có chiều cao là nó 34, tổng tán lá là nó 85. Cây này hoành thân, hoành thân chỗ này là nó 22 của chú anh chị, hoành thân nó 22. Cây ruột vịt hết rồi, vì mình mới tỉa thành ra lá nó thưa, vài bữa nó búng xương dâm, cái nữa là cứng ngắc nè chú anh chị, là không thấy trong cây luôn. Rồi cây này là cây mã số 20, giá là 3.700.000 nha cô chú anh chị, hoành nó to hơn 3.700.000. Rồi xuống. Rồi tiếp tục là cây mã số 21, cũng là một cây sâm núi trái luôn. Cây này mã số 21, sâm núi trái. Cây này to, hoành to liền lạc, cũng gỡ dây kẽm luôn rồi cô chú anh chị. Cây này là cây mã số 21 rồi cô chú anh chị. Cây có chiều cao là nó 33, tổng tán lá xuống đây là nó 62. Hoành thân vị trí này là 21, hoành củ rễ đây là nó 45. Xem núi trái tay đùi bằng ngón tay hết nè cô chú anh chị. Mình nuôi cái tay đùi này cũng được là 3 năm rồi. Rồi bằng ngón tay này mà luôn nè. Rồi cái sâm núi trái là cây này là cây mã số 21 rồi cô chú anh chị. Rồi giao lưu là cả chậu luôn là giá 3.900.000 cô chú anh chị ơi. Mã số 21 3.900, bao ship toàn quốc. Rồi tiếp tục mình có một cây mai chiến thủy chung nu luôn nghe cô chú anh chị. Cây này lực sĩ nha. Quá trời cái tay đùi luôn rồi. Cái này cái cành phong trên nha, vì ở dưới nó về quá, anh lấy phong trên, cành phong nằm trên đấy, ở dưới thì nó đụng nhau. Cây mình mới vô dây rồi, mình xong rồi nó băng búng xương dâm hết rồi, mình giao lưu được, giao lưu không được rồi mới mốt mình cũng ép chậu nha cô chú anh chị. Sẵn đây mình quay luôn. Cái này là còn cái đầu ngón tay nữa lành này, những cái rễ này là nó hơi cao hơn người ta, mình cạp xuống cho nó sau này nó lành, nó bằng mấy rễ kia cho đẹp nha cô chú. Cái này cũng cạp xuống luôn, chứ ngoài ra không có một bọng gì hết nha. Rễ là chắc khỏe luôn. Mai chiến thủy chung nu da đen,
Cây lên nu nần hết cô chú anh chị như lực sĩ luôn. Rồi cây này có chiều cao là 19, tổng tán lá là nó 36, hoành thân quá lùng lực luôn, đo đúc cái thước chứ không được. Hoành thân vị trí này là nó 28 rồi cô chú anh chị, 28 hoành. Đế thì 24 giờ chảy đều gan hết, tay đều rụt rịch hết rồi cô chú anh chị, tay đều bằng ngón chân cái mình rồi, quá lực luôn. Rồi cái này khi đi mình bó bầu chứ không xếp chậu được, vì chậu là chậu bằng xi măng cô chú anh chị, bó bầu gì cô chú anh chị, kiếm cái chậu đẹp cô chú anh chị ép vô chơi, đang búng xương dâm đều hết, mình bao cây mạnh khỏe nha. Những cây này là nhìn cái tay đều là cô chú anh chị biết rồi. Rồi cây linh, cây mai chiến thủy trung nu da đen mã số 22 này mình giao lưu với giá là 6.500.000 nha cô chú anh chị, 6.500.000 mình bao phí ship toàn quốc luôn, mình không xếp chậu, mình bó bầu nha cô chú anh chị. Rồi cuối clip mình xin chúc cô chú anh chị xem kênh được nhiều sức khỏe, và cũng rất cảm ơn cô chú anh chị những clip vừa qua đã ủng hộ em đây, chân thành cảm ơn cô chú nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại clip sau.